Và lúc 20:30 mình live stream trực tiếp trên kênh. Câu chuyện của mình thì ngoài câu chuyện trải lòng trong nhà tù mặt trái xã hội này để đưa lên mạng xã hội, mong rằng các cháu và những người mà lầm đường lạc bước một thời hãy từ bỏ để quay trở về với mái ấm gia đình, đừng làm gì sai trái và để sống những ngày hạnh phúc, đừng để rồi khi vào trong bốn bức tường giao rồi lại hối lỗi, đó là sự muộn màng. Thì Tế Điên thì thật sự là câu tù tội mà thì không hay ho gì, đúng không anh em mọi người? Nhưng là mình đã phải đánh đổi suốt những cái ngu dốt của mình cho suốt 25-3 tháng qua, và cuộc sống của mình trong môi trường trại cũng như là mặt trái xã hội, Tế Điên biết, Tế Điên chia sẻ lên, mong rằng là các cháu qua những live stream của chú Tế Điên cũng như là những câu chuyện trải lòng của mình thì các cháu hãy rút nghiệm, đừng mà xa trần của đường phạm tội, đừng để lúc hối không kịp. Và đã có những người anh em các cháu họ đã từng phải trả giá cả bằng mạng sống luôn đó vì những cái sai lầm của mình, nên mong rằng là các cháu hãy từ bỏ tất cả cuộc chơi, đừng có yêu hùng một thời yêu hùng là mệt. Bây giờ sống 2024 rồi thì không còn thời Lương Sơn Bạc, Trúc Anh Đào, quân quân của phiến diện là một người lương thiện thì sẽ tồn tại, chứ không có một giang hồ hay là một con đại bàng nào mà tồn tại. Chưa tài đâu, tài đâu, tài gì thì tài cái mô. Tài đâu. Chào anh em nhá, chúc anh em chị em bạn bè các cháu một buổi chiều thật nhiều là vui và hạnh phúc nhá mọi người nhá.